Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài Câu cá mùa thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tác giả Nguyễn Khuyến. Ông quê quán ở vùng Chiêm Trũng, Hà Nam. Ông sống trong thời đại nửa thực dân phong kiến. Tuy vậy, sống trong thời đại này, ông vẫn là một người vừa có tài năng, vừa có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân và kiên quyết không hợp tác với cả thực dân Pháp. Tất cả những yếu tố ở trên đã ảnh hưởng rất nhiều tới tăng sáng tác của ông. Ví dụ như là vùng Chiêm Trũng, Hà Nam đã đi vào nhiều tác phẩm của ông. Ngay cả hình ảnh của thời đại đau buồn, nó cũng được đi vào những tác phẩm của ông với những cái dấu ấn. Ví dụ như là sự trầm lặng, suy tư, nỗi buồn thời thế. Về sự nghiệp, ông được coi là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Và trong những bài thơ đánh dấu tên tuổi của ông thì chúng ta biết tới chùm thơ thu 3 bài, gồm có Thu Vịnh, Thu Ẩm, Thu Điếu. Bài chúng ta học hôm nay chính là bài Thu Điếu, có nghĩa là câu cá mùa thu. Từ đây chúng ta bước sang phần thứ 2, tìm hiểu văn bản. Câu cá mùa thu là một trong 3 bài trong chùm thơ thu mà chúng ta vừa mới biết vừa nãy. Bài thơ được sáng tác trong thời gian sau khi nhà thơ đã cáo quan về ở ẩn tại quê nhà. Việc ở ẩn này thể hiện sự bất hợp tác với thực dân Pháp như chúng ta đã nói ở trên. Ở đây chúng ta có thể biết qua một số bài thơ, hai bài thơ ở trong chùm thơ thu. Thứ nhất là Thu Vịnh. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, cần trước lơ phơ gió hắt hiu, nước biếc trông như tầng khói phủ, song thưa để mặc ánh trăng vào. Mấy chùm trước dậu hoa năm ngoái, một tiếng trên không ngỗng nước nào. Nhân hứng cũng vừa toan cất bút, nghĩ ra lại thẹn với ông đào. Thứ hai là bài Thu Ẩm. Năm gian nhà cỏ thấp le te, ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe. Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt, làn ao lóng lánh bóng trăng loe. Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt, mắt lão không bầy cũng đỏ hoe. Rượu tiếng rằng hay hay chả mấy, độ năm ba chén đã say nhè. Tiếp theo sang phần 2 là mã văn bản, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài Thu Điếu. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cảnh thu, xem cảnh thu ở đây đã được miêu tả như thế nào. Cảnh thu đã được miêu tả với những nét vẽ từ gần, gần nhất chính là cái ao thu, cho đến xa, xa là khung cảnh xung quanh ao. Như vậy thì chúng ta thấy điểm nhìn cảnh thu của tác giả đã được thể hiện rất rõ. Nó được đón nhận từ cao xa tới gần, rồi lại từ gần đến cao xa. Cảnh thu được đón nhận từ chiếc thuyền câu nhìn ra mặt ao, nhìn lên bầu trời, nhìn tới ngõ trúc rồi lại quay trở về với ao thu với thuyền câu. Từ một không gian hẹp, không gian của mùa thu, cảnh sắc mùa thu đã mở ra nhiều hướng thật sinh động. Rõ ràng là ở đây tác giả đã chọn được một điểm nhìn để có thể cảm nhận được rõ nhất hình ảnh của mùa thu. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Hình ảnh ao thu đã được miêu tả thế nào? Trong hai câu thơ đầu, tác giả đã liên tiếp sử dụng những từ này như lạnh lẽo, tèo teo. Và ở đây, điểm mà làm lên nét riêng biệt đặc sắc nhất cho bài Thu Điếu chính là sử dụng vần eo một cách vô cùng linh hoạt và biểu cảm. Lạnh lẽo, phần eo đấy làm cho chúng ta thấy được dường như khí lạnh đang luồn vào trong từng giọt nước. Rồi từ veo cũng thế, từ veo làm cho không gian dường như thu hẹp lại, làm rõ hơn cái lạnh đang được nói tới trong từ lấy ở trước. Hay
bé tèo teo. Từ tèo teo ở đây là một từ khá lạ, người ta cũng ít dùng. Tuy nhiên, dùng ở trong đây thật là thích hợp khi nó miêu tả được chiếc thuyền câu thật bé, như càng lúc càng bé lại hơn nữa. Vần eo chính là một vần mà nhằm khắc họa những gì nhỏ nhắn, xinh xắn, bé bỏng. Tóm lại, ở hai câu thơ đầu, tác giả đã miêu tả ao thu lạnh lẽo, nước trong veo. Nó thể hiện đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ mà cũng là của tiết trời mùa thu, gợi một cảm giác lạnh lẽo và yên tĩnh đến lạ thường. Trên mặt ao, chúng ta thấy chiếc thuyền câu bé tèo teo, có nghĩa là rất nhỏ. Ở đây, từ lái và vần eo được dùng vô cùng đắc địa, tạo lên một không gian như thu nhỏ lại. Để rồi hai câu thơ sau, tác giả lại đi vào miêu tả sóng nước và lá vàng. Hình ảnh sóng được tái hiện với những nét vẽ làm màu xanh biếc và hơi gợn tí. Màu xanh ấy của mặt ao phản chiếu màu cây, màu trời trong xanh một màu. Và khi phối hợp với cả màu trời ở những câu sau, ta thấy được cái nét riêng, màu sắc chủ đạo của cả bức tranh này, đó là màu xanh, xanh sóng, xanh lá, xanh trời, một điệu xanh rất riêng. Nó gợi lên một sự yên bình trong bình lặng. Và phối hợp với cả cái màu sắc xanh bình lặng ấy, thì chuyển động của mọi sự vật cũng thật nhẹ nhàng. Nó chỉ hơi gợn tí thôi, một chuyển động vô cùng nhẹ, nhẹ như không. Hai chiếc lá cũng vậy. Nổi bật trên màu xanh là chiếc lá màu vàng. Nó thiện đặc trưng tiêu biểu của mùa thu. Nhưng dù là chiếc lá nổi bật thì chuyển động của nó vẫn rất nhẹ nhàng. Nó chỉ khẽ đưa vèo thôi, một chuyển động rất nhẹ và rất khẽ. Ở đây, hai câu thơ này ta thấy tác giả đã để cho từng từ, từng chữ đều đối nhau rất chỉnh. Và bên cạnh đấy, tác giả còn dùng biện pháp lấy động tả tĩnh, miêu tả chuyển động của sóng của lá, nhưng để diễn tả một không gian vô cùng tĩnh lặng. Và tất cả điều đấy cho thấy sự cảm nhận tinh tế của tác giả trước khung cảnh xung quanh. Dường như ở đây, miêu tả khung cảnh ở ao chưa đủ, tác giả còn miêu tả cả khung cảnh ở xung quanh ao. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Nét riêng của hồ làng quê Bắc Bộ, cái hồn dân dã đã được gợi lên từ khung cảnh ao hẹp, từ cánh bèo, từ ngõ trúc quanh co, từ một màu trời xanh ngắt đặc trưng. Xanh ngắt là gì? Đó là xanh thuần trên một diện rộng, thậm chí còn sâu, đi sâu hết cả cái nền trời ấy. Nó là một đặc trưng rất riêng của mùa thu mà tác giả đã tái hiện trong nhiều bài thơ. Ví dụ Thu Vịnh, trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. Bài Thu Ẩm, da trời ai nhuộm mà xanh ngắt. Trên nền trời ấy là hình ảnh tầng mây lơ lửng, nó vừa quen thuộc vừa gần gũi, vừa gợi đến sự yên bình, tĩnh lặng. Và không thể không nhắc tới chính là khung cảnh của ngõ trúc quanh co. Hình ảnh của ngõ xóm quanh co đã tạo lên một nét rất riêng mà đi vào trong rất nhiều các tác phẩm hội họa. Ở cạnh những con đường là những hàng che trúc dập bóng, gợi đến một sự bình yên khó tả. Tuy thế thì chúng ta thấy cảnh ở đây yên ả tĩnh lặng đấy mà thật vắng vẻ, thật đượm buồn. Khách thì vắng teo, chuyển động của mọi sự vật thì rất nhẹ. Ồ, một không gian như là muốn càng ngày càng lúc thu lại để rồi tác giả lại quay trở lại với chính hình ảnh con người ở trên mặt ao ấy. Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Ở đây tác giả miêu tả hình ảnh người đang ngồi câu cá. Câu cá nhưng làm sao? Chỉ có tựa gối và ôm cần thôi. Ồ, chứ họ đâu có để ý tới cá. Như vậy ở đây, người câu cá chỉ là để giải trí, để ngắm cảnh mà thôi. Rồi, vì đang thả hồn mình vào với thiên nhiên, nên người câu cá cũng giật mình bởi tiếng cá đớp động dưới chân bèo. Tiếng cá ấy chính là hình ảnh lấy động tả tĩnh, miêu tả một tâm hồn tĩnh lặng không để ý xung quanh của con người. Cái tĩnh ở đây bao trùm, được gợi lên từ những động
tiếng động rất là nhỏ ấy, và nó thể hiện được cho chúng ta thấy được một cái không khí thi vị vừa mang tính chất thơ cổ của phương Đông, vừa mang nét riêng bình dị của vùng quê Việt Nam. Để rồi qua tất cả hình ảnh thiên nhiên ấy, ta thấy bằng cách lấy động tả tĩnh, bằng cách dùng vần eo cùng với cách cảm nhận thiên nhiên bằng tâm hồn tinh tế nhạy cảm, nhà thơ đã vẽ lại một bức tranh mùa thu đẹp, song tĩnh lặng và buồn, mang nét đặc trưng của nông thôn Bắc Bộ. Từ đây, ta xem tác giả cùng suy nghĩ gì trong không gian của mùa thu mang đặc trưng ấy. Thứ hai là mã, sự hai nhỏ chúng ta đi vào tìm hiểu tình thu. Rõ ràng ở đây ta thấy tác giả đã cảm nhận mùa thu bằng những hình ảnh gần gũi rất tinh tế. Tác giả không phải chọn những hình ảnh xa lạ từ bên Trung Quốc, mà tác giả đã miêu tả bằng chính hình ảnh của vùng quê chiêm trũng Hà Nam của ông, với ngõ trúc, với cả chiếc thuyền nhỏ, với cả những cái ao nhỏ xinh xinh, đặc trưng của vùng quê. Phải là người có tình yêu gắn bó với cả quê hương thì ông mới miêu tả thực như vậy. Từ đấy ta thấy tác giả là con người có tình yêu thiên nhiên, quê hương giản dị mà tinh tế. Nhưng đồng thời thiên nhiên mà tác giả miêu tả tĩnh lặng và buồn bã, nó thể hiện cõi lòng cũng tĩnh lặng, cô quạnh, đầy uẩn khúc của ông. Vậy qua cảnh mùa thu chúng ta thể lý giải uẩn khúc trong tâm hồn tác giả là gì? Có lẽ ở đây chính là tâm sự thời thế của nhà thơ, buồn đau, bất lực trước thực trạng của đất nước đang đau thương. Đặc biệt ở đấy chúng ta còn có thể thấy được tâm trạng này qua từ vèo trong câu thơ "Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo". Có ý kiến cho rằng từ vèo trong câu thơ ấy không chỉ tả ngoại cảnh mà còn gợi đến tâm cảnh, còn cho chúng ta thấy được suy nghĩ của tác giả trước một thời thế thay đổi chóng mặt, vèo trông lá rụng đầy sân. Vậy thì tóm lại, từ tất cả những phần mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên, ta thấy bài thơ đã thể hiện vẻ đẹp điển hình của mùa thu làng cảnh Việt Nam, cảnh đẹp và phảng phất buồn. Nhưng qua đấy thì ta thấy được tâm hồn của tác giả nổi bật lên là tình yêu thiên nhiên đất nước, nhưng đồng thời cũng là tâm sự thời thế đau buồn. Về nghệ thuật, nổi bật nhất ở đây chính là sử dụng những ngôn ngữ hình ảnh giản dị, gieo vần eo độc đáo và nghệ thuật lấy động tả tĩnh. Từ bài thơ này thì chúng ta có thể so sánh với một số các bài thơ khác cùng viết mùi về mùa thu để thấy được nét riêng độc đáo hơn. Ví dụ như là so sánh với bài mùa thu của nhà thơ Ngô Chi Lan: gió vàng hiu hắt cảnh tiêu sơ, lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa, giếng ngọc sen tàn bông hết thắm, rừng phong lá rụng tiếng như mưa. Cùng là bài thơ trung đại, nhà thơ trung đại, song Ngô Chi Lan thì vẽ lên mùa thu đậm cái phong vị của bên Trung Hoa, với rất nhiều những từ ngữ hình ảnh mang tính ước lệ. Thế còn câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến thì khác hẳn, đó là một bài thơ đậm đà chất dân tộc, một cái phong vị dân tộc rất giản dị. Hay chúng ta có thể so sánh với bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, so sánh với bài Sang Thu của Hữu Thỉnh, để chúng ta đều thấy được nét riêng của bài Câu Cá Mùa Thu. Bài Câu Cá Mùa Thu là một bài thơ giản dị, mang phong vị dân tộc chứ không lãng mạn như Tiếng Thu. Hay là so sánh với Sang Thu của Hữu Thỉnh thì chúng ta sẽ thấy được Sang Thu của Hữu Thỉnh cũng miêu tả được cái nét riêng của hồn thu ở vùng nông thôn. Thế nhưng rõ ràng là ở trong bài Sang Thu của Hữu Thỉnh thì chúng ta vẫn chưa cảm nhận được cái chất riêng của vùng chiêm trũng, và đồng thời một cái phần mà khó có thể nào diễn tả được trong thơ của Nguyễn Khuyến chính là một cái chất trầm lặng, yên ắng, thể hiện được nội tâm rất riêng của tác giả.